Hân hoan chào đón các cô chú anh chị, các bạn thân yêu của Thanh Tâm. Đó là Thanh Tâm, hiện tại đang làm nhà tư vấn chuyên nghiệp về chăm sóc sức khỏe chủ động của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với các bạn thân yêu của mình về một cái chương trình làm sao để cho có một cơ thể khỏe mạnh. Rồi, bây giờ chúng ta trước khi vào thì chúng ta sẽ nói về khái niệm trước ha. Đây là một cái khái niệm đầu vào. Nếu mà cái đầu vào của chúng ta đưa vào những cái nguyên liệu sạch, những cái nguyên liệu mà đạt chất lượng, thì chúng ta sẽ không có, cơ thể của chúng ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Còn nếu như chúng ta không kiểm soát được cái đầu vào, cái đầu vào này chúng ta không kiểm soát được là cái miệng, không kiểm soát được thì dẫn tới gì? Chúng ta sẽ bị rối loạn trao đổi chất. Có nhiều người á, nói với tôi là tôi ăn ít lắm, tôi không ăn nhưng mà tại sao tôi vẫn mập? Vì là chúng ta đang bị rối loạn trao đổi chất. Trong thời gian bị rối loạn trao đổi chất. Rồi có nhiều người nói là ngày xưa sao tôi đẹp quá, sao giờ tôi xấu quá. Ngày xưa sao tôi ốm, tôi dễ thương quá mà sao giờ cái tôi bị mất phật. Đó là chúng ta đang bị rối loạn trao đổi chất vì chúng ta không kiểm soát được cái đầu vào. Khi chúng ta mà bị rối loạn trao đổi chất rồi á, thì chúng ta sẽ dẫn đến gì? Tế bào bị nhiễm độc và lão hóa. Đó là đa số những người này là trong cơ thể của chúng ta đang bị nhiễm độc và chúng ta sẽ dẫn đến lão hóa. Thì làm sao chúng ta được có được một cái cơ thể, một cái làn da đẹp được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dẫn đến là rụng tóc, da sạm, nám, béo phì, rồi đau nhức xương khớp, rồi dẫn đến những cái hệ lụy nữa. Đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ dẫn đến là hệ miễn dịch suy thoái. Và ngày hôm nay là toàn bộ trên thế giới và kể cả nước Việt Nam của chúng ta đang kêu gọi mọi người hãy giữ cái hệ miễn dịch của mình để cho mình khỏe. Thì làm sao để mà mình có được cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và tăng cái hệ miễn dịch này lên, để chúng ta làm sao được cái vấn đề này, để khỏi cái hệ miễn dịch này chúng ta không bị suy thoái đi, không bị cạn kiệt, không bị mất đi. Nếu như hệ miễn dịch của chúng ta bị suy thoái, bị cạn kiệt, mất đi thì chúng ta sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy đó về ốm đau bệnh tật. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bị các chức năng suy giảm. Các chức năng suy giảm là như thế nào? Ví dụ như là suy thận, suy tim, suy phổi, suy đường hô hấp. Rồi tất cả các loại suy thì dẫn tới là chúng ta bị bệnh. Bệnh rồi thì dẫn tới là gì? Phải nằm viện và điều trị, đúng không ạ? Như vậy thì rất là bất công. Rồi đây là một cái cây. Và cái cây này á là nó sẽ ra hoa, ra trái. Nếu như cái cây này nó mọc ở trên cái vùng đất tốt, vùng đất tốt và được chăm sóc tốt, bón những cho nó cái phân tự nhiên, những cái phân từ thiên nhiên, không có hóa chất, không độc hại, thì nó sẽ cho ra cái trái rất là ngon, đúng không ạ? Cái trái không có bị là thuốc tăng trọng, tăng trưởng gì hết. Còn nếu như cái đất này mà nó bị ô nhiễm, nó bị chất độc, rồi chúng ta bỏ phân, bỏ những cái loại chất kích thích vào đây thì nó sẽ ra những cái trái bị tăng trọng, tăng trưởng, thì dẫn tới là gì? Đây là trái, nó sẽ mọc ra là trái ung thư, rồi trái tim mạch, rồi trái xương khớp, rồi trái cao huyết áp, rồi trái tiểu đường, rồi trái máu nhiễm mỡ, rồi trái gan nhiễm mỡ. Đó là do cơ thể của chúng ta không kiểm soát được đầu vào. Thì dẫn đến là gì? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta là thừa độc tố mà thiếu vitamin và khoáng chất, và chúng ta đang sống trong cái cuộc sống là đang bị stress. Stress vì áp lực công việc, stress vì lo cơm áo gạo tiền, stress vì gia đình, cho con cái, đủ thứ các loại. Kính thưa các loại stress, thì chúng ta sinh ra độc tố từ trong cái đầu của chúng ta sinh ra. Như vậy thì để làm sao mà chúng ta có được cái gốc rễ này tốt, thì chúng ta phải kiểm soát được cái đầu vào của chúng ta. Mà nếu như chúng ta không kiểm soát được cái đầu vào thì chúng ta phải tìm giải pháp. Thì ngày hôm nay là Tâm sẽ chia sẻ đến cùng với cô chú, các anh chị và các bạn một cái giải pháp để chúng ta sẽ đào thải những cái độc tố này ra.
chúng ta sẽ đào thải những cái độc tố này ra và chúng ta sẽ bù lại cái đang thiếu hụt trong cơ thể của mình, đó là vitamin và khoáng chất, để chúng ta kiểm soát được cái không bị rối loạn trao đổi chất và chúng ta tăng được cái hệ miễn dịch này lên thì cơ thể chúng ta hoàn toàn là khỏe mạnh đó. Thì ở hôm nay Tâm sẽ chia sẻ cùng với cô chú anh chị và các bạn, đó là ở tập đoàn chăm sóc sức khỏe CBD là có một cái chương trình độc quyền, đó là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Nếu như chúng ta đến cái chương trình này thì chúng ta sẽ đạt được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và CBD của chúng tôi không chữa bệnh, nhưng CBD của chúng tôi có thể giúp cho các bạn là cân bằng được cuộc sống ngày hôm nay và đào thải được độc tố và bù lại cho các cô chú các anh chị và các bạn về cái vitamin, và sẽ giúp cho cô chú các anh chị và các bạn cân bằng được cái trao đổi chất và tăng cái hệ miễn dịch này của mình lên. Đó là CBD chúng tôi làm được cái điều này. Và tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi đang hợp tác với tập đoàn chăm sóc sức khỏe CBD. Tập đoàn chăm sóc sức khỏe CBD thì đã trên 25 năm rồi, và hiện nay đang hoạt động trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu chúng ta độc tố là có nhiều người nói là sao cơ thể mình nhiều độc tố thế, thì độc tố của chúng ta đưa vào từ miệng. Ngày nào chúng ta cũng ăn, ngày nào chúng ta cũng uống thì chúng ta sẽ đưa độc tố vào. Thứ nhất là đưa độc tố vào từ miệng, thứ hai là chúng ta đưa độc tố vào từ mũi, hít thở không khí ô nhiễm, thứ ba chúng ta đưa độc tố vào từ mắt. Mắt chúng ta sẽ nhìn những cái điều tiêu cực mà chúng ta không nhìn về cái hướng tích cực, cho nên là chúng ta đưa độc tố vào từ mắt. Và chúng ta đưa độc tố vào từ tai. Ngày hôm nay rất là nhiều thông tin trái chiều và thuận chiều rất là nhiều, nhưng mà chúng ta tập trung vào những cái thông tin trái chiều, cho nên chúng ta đưa vào độc tố vào lỗ tai. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại đưa độc tố vào lỗ chân lông, là ngày hôm nay chúng ta tắm những cái sữa tắm không có đạt chất lượng thì chúng ta sẽ đưa cái độc tố đó vào từ lỗ chân lông, nên từ đó cơ thể chúng ta nhiễm độc tố rất là nhiều. Như vậy thì CBD chúng tôi có cái giải pháp như thế nào? Đây là hai miếng gạc. Cơ thể của chúng ta trắng trong giống như hai miếng này ha. Và đây là cái bovidin tượng trưng cho độc tố. Thì tôi sẽ cho một tí vào đây để cho hai cái cơ thể này sẽ nhiễm độc tố mỗi ngày qua năm cái ngũ giác, qua năm cái giác quan. Đó, thì khi mà qua năm cái giác quan này á thì cơ thể của mình đã bị độc tố, đã bị nhiễm độc tố. Đây. Đó ha, cơ thể của mình đã bị nhiễm độc tố như thế này. Đó. Thì sau đó mình lại bắt đầu mình sẽ sử dụng nước. Mình uống nước vào để mình đào thải độc tố ra bên ngoài ha. Thì hai cơ thể này đã bị nhiễm độc tố. Đó. Hai cơ thể này đã bị nhiễm độc tố như thế này. Rồi, chúng ta thường là nghĩ rằng là khi mà mình nhiễm độc thì chúng ta sẽ tìm đến chanh. Chanh là rất là nhiều vitamin C đúng không ạ? Nhiều người nói là uống chanh để cho tăng hệ miễn dịch của mình lên. Đó, thì tôi sẽ cho một miếng chanh vào đây để xem là cái hệ tăng cái hệ miễn dịch của mình như thế nào. Đó, chanh thì rất là tốt nhưng mà mình không biết sử dụng bao nhiêu cho nó đủ. Đó. Và bên đây tôi sẽ cho một cái viên gọi là Novomin. Đây là một cái sản phẩm vô cùng rất là độc đáo, vừa cung cấp vitamin cho chúng ta, vừa cung cấp vitamin một khoáng chất, vừa đào thải độc tố, coi như vừa đào thải độc tố mà vừa cho chúng ta năng lượng. Đó, thì đây tôi sẽ cho vào đây một chút xíu thôi ha, tôi sẽ cho một bên đây một chút xíu thôi. Nó vừa đào thải độc tố mà vừa cho chúng ta năng lượng, thì mình sẽ xem kết quả như thế nào. Đó, còn lại tôi sẽ uống. Rồi, đây tôi sẽ quậy lên. Đó. Và mình sẽ xem ha, mình sẽ xem coi là cơ thể nào sẽ được đào thải độc tố và cơ thể nào sẽ đào thải độc tố chậm hơn. Đây, kết quả của chúng ta đây. Đó.
cái sản phẩm Nomovin này vừa đào thải độc tố mà vừa cho cung cấp năng lượng cho chúng ta. Và bên đây đó cũng đào thải nhưng mà đào thải rất là chậm, đúng không cô chú các anh chị và các bạn? Đấy, cho nên là chúng ta phải kiểm soát được đầu vào để cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt và một cuộc sống hạnh phúc. Rồi, xin vô cùng cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video clip này của Tâm. Nếu như cô chú các anh chị và các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè của mình cùng xem và cho Tâm xin một like, một đăng ký và một chia sẻ giúp Tâm với nhé.